Để phân biệt đèn kém chất lượng 390.000 với đèn chính hãng Sumo Solar, anh chị cần chú ý những đặc điểm sau. Đầu tiên về kích thước, đèn và tấm pin của đèn kém chất lượng nhỏ hơn rất nhiều so với đèn chính hãng. Tấm pin rất bé, viền nhựa rẻ tiền, dễ vỡ, to chỉ bằng bàn tay và bằng 1/4 tấm pin của đèn chính hãng tại Sumo Solar, có viền nhôm bao quanh chắc chắn. Về độ sáng, đèn kém chất lượng ghi 60W nhưng thực tế không thể chiếu sáng thay đèn điện được vì ánh sáng rất mờ, rất yếu. Đèn giá rẻ sáng được vài ngày là hỏng. Hãy là người đầu tư thông minh để tránh lãng phí tiền bạc.